Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Gia Văn Phíp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc bình thủy điện Tiger có mã là PISA300T. Giờ mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Bên trong bình thì nó sẽ có quyển hướng dẫn sử dụng và nó có các thông số hướng dẫn sử dụng thông số của chiếc bình này, nhưng mà nó sẽ bằng tiếng Nhật. Khi mà các bạn mua hàng tại bên mình thì bên mình sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt cho các bạn. Và đây là bên ngoài chiếc bình này thì là màu đen. Đằng sau của bình thì nó sẽ có hiển thị các thông số của bình, như là mã của bình này, hoặc là điện áp. Chiếc bình này là hàng nội địa Nhật nên là điện của nó là điện 100V, công suất của nó là 700W. Nếu mà nhà bạn chưa có nguồn điện 110 thì các bạn có thể mua một chiếc Liwa công suất tầm 1000 VA trở lên là các bạn có thể sử dụng chiếc bình này. Chiếc bình này thì là đây là cái bảng điều khiển chiếc bình, các nút điều khiển, màn hình hiển thị là màn hình bằng LCD. Đây là các bạn muốn mở bình thì các bạn bấm vào nút này, bấm nút này sẽ nó nhấc lên. Thì bên trong lòng của bình sẽ nó là bằng inox và nó sẽ tráng một lớp chống dính để chống bám cặn, nên là chiếc bình này thì nó sẽ rất là dễ vệ sinh. Bên trong bình thì nó sẽ có một cái miếng này để chống cặn, thỉnh thoảng các bạn bỏ cái miếng ra để vệ sinh. Thì mình sẽ cắm điện để thử cho các bạn. Chiếc bình này thì nó có thể giữ nước ở 3 mức nhiệt: 80 độ, 90 độ, 98 độ, là tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Ví dụ như là muốn pha trà hay là pha sữa, hoặc là đây là mình chưa cho nước nên nó sẽ báo đây là chưa có nước bên trong đó, hoặc là đây là nút này là nút để bơm nước này. Trên đây thì nó có, đây là nút nó để là khóa này, khi mà bạn muốn bơm nước thì bạn phải bấm cái nút này trước để mở khóa thì các bạn mới bơm được. Còn nút này là nút chỉnh các nhiệt độ mà các bạn muốn giữ đây. Nó có 3 mức nhiệt đây, 80 90 98, là bạn muốn để ở mức nhiệt nào đó. Còn nút này là nút đun sôi luôn, đun sôi cấp tốc ấy, nếu bạn cần dùng nước sôi. Ngoài ra cái chiếc bình này thì nó có một điểm đặc biệt, đó là khi mà nhà bạn mất điện thì nó vẫn có thể bơm được nước. Trước những chiếc bình bình thường thì khi mà mất điện thì các bạn không bơm được nước ra nhé, nhưng mà riêng chiếc bình này đây nó có chế độ bơm bằng cơ đây đó. Bình thường đây nó có hai nấc này, nấc bên này nấc khóa này là không bơm này, khi mất điện thì các bạn mở ra nhé, các bạn bấm nó xuống đó thì nước sẽ vẫn ra như bình thường. Còn đâu mà khi mà có điện thì các bạn cứ khóa vào dùng bằng cái nút này được. Chiếc bình này thì nó rất phù hợp với những gia đình mà có trẻ em, trẻ sơ sinh thì mình hay phải đun nước, đun sữa cho trẻ, hay phải đun nước tắm cho trẻ nữa. Còn các bạn hay uống trà hay là uống cà phê thì cũng chiếc bình này cũng rất là tốt.
được chiếc bình này thì thỉnh thoảng bạn dùng được mấy tháng ấy, thì các bạn có thể mua tại cửa hàng mình, nó sẽ có bán một cái dung dịch để vệ sinh. Các bạn cứ đổ đây, xong các bạn đổ nước vào, xong rồi bấm chế độ đun bình thường là nó sẽ làm sạch bên trong. Đó là tất cả những điều về chiếc bình này. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn.